Lỗ Ban và em gái xây cầu ra sao? Nếu một hôm nào bạn đến Triều Châu, bạn sẽ thấy ở đó có hai cái cầu. Một cái gọi là cầu lớn bằng đá và cái kia là cầu bé. Không ai biết rõ kích thước cầu lớn vì người ta chưa bao giờ đo được. Nhưng người ta kể rằng một hôm nọ, có một đứa bé từ trên cầu rớt xuống sông và trước khi nó chạm đến mặt nước sông thì nó đã thành một ông già, râu tóc bạc phơ. Dĩ nhiên là cầu nhỏ nhỏ hơn, nhưng người ta cũng không tin là nhỏ hơn bao nhiêu, vì người ta cũng nói rằng một hôm nọ, một cái trứng chim ác là rơi ở tổ nằm dưới gầm cầu. Đến khi rơi tới gần mặt sông thì cái trứng đã nở thành con chim ác là con, có đủ lông cánh và bay đi. Hai cây cầu này đã có từ thuở Hồng Hoang, nhưng vào thời Lỗ Ban thì chưa có. Người ta kể rằng vào một sáng đẹp trời, Lỗ Ban ra chợ ở thành phố Triều Châu. Từ xa, ông đã thấy tường thành rồi. Tường thành dương lên trên dòng sông. Khi đến gần, ông thấy một cảnh tượng sinh động hiện ra trước mắt. Người đông đúc chen chúc nhau trên bờ sông. Người buôn bán, kẻ gánh gồng, khách hành hương, tất cả chen lấn cãi cọ, la hét để giành nhau qua sông trước. Vì chỉ có hai chiếc đò ngang chở khách nên không làm sao chở hết mọi người một lượt được. Lỗ Ban hỏi họ, tại sao mọi người không xây một cây cầu? Ý kiến hay đấy, một người đáp, nhưng chúng tôi chưa tìm được người nào ở đây có năng lực để xây. Chắc ông không phải người ở đây, cho nên không biết phong thổ ở đây. Ông có biết sông ở chỗ này rộng đến 10 dặm không? Thế là Lỗ Ban quyết định xây cầu. Nhưng ông lại có một người em gái. Ngay khi vừa nghe kế hoạch của anh, nàng chạy đến trách cứ anh mãi. Tại vì ông không nghĩ đến nàng. Nàng cầu khẩn ông, gian xin ông thật lâu đến nỗi cuối cùng Lỗ Ban phải nói, thôi được, vì cô cứ khăng khăng đòi xây cầu cho được, vậy thì chúng ta xây hai cái, mỗi người xây một cái, và để xem ai là người xây tốt nhất và nhanh nhất. Chúng ta bắt đầu vào sáng mai, lúc gà gáy canh một. Bằng lòng thôi, cô em đáp, và cả hai đều lo xây cầu của mình. Lỗ Ban xây cầu ở phía tây thành phố, em gái ông Lỗ Cương xây ở cực nam thành phố. Lỗ Cương bắt tay vào việc ngay, nên chưa đến nửa khuya là nàng đã làm xong. Chắc mình thắng rồi, nàng vui mừng nói, rồi chạy đến phía tây để xem công việc của anh trai đến đâu rồi. Chẳng có dấu vết gì về cầu hết, không có ai trên bờ sông hết, chỉ có dòng sông cuộn sóng ầm ầm thôi. Lỗ Ban đâu rồi nhỉ? Nàng tự hỏi, rất ngạc nhiên. Bỗng nàng nhìn qua bên kia sông, thấy có bóng người trên sườn núi Tài Sinh Chấn. Chắc là anh ấy đấy, nàng reo lên một mình. Nhưng anh ấy đẩy cái gì thế nhỉ? Chắc không phải là một con cừu. Lỗ Cương thấy anh mình đến gần sông và nàng thấy ông ta đẩy đằng trước mình những tảng đá trắng khổng lồ. Ôi, đá đẹp làm sao? Nàng thở dài thèm khát. Cầu của anh ấy chắc đẹp và vững vàng hơn cầu của ta. Nàng bèn chạy vội về chỗ cầu của mình và trang hoàng những bức chạm trổ đẹp đẽ. Đêm càng trôi qua, Lỗ Cương càng nhanh tay làm ra những con chim lửa, những đóa hoa kỳ lạ và nhiều thứ trông rất thơ mộng. Nàng ngắm nhìn tác phẩm của mình, lòng vui sướng vô cùng. Thế là đủ rồi, nàng tự nhủ. Vừa khi trời bắt đầu sáng ở phương đông, nàng lại chạy qua chỗ anh trai mình đang xây cầu. Nàng đứng ngạc nhiên, không nói được nên lời. Một cây cầu vươn lên, đồ sộ huy hoàng trắng toát.
Lỗ Bàn chỉ còn đặt 2 viên đá nữa là xong. Lỗ Cương bắt chước tiếng gáy của con gà trống để dọa anh mình. Lỗ Bàn giật mình nhổm người nhảy đến, lấy 2 viên đá cuối cùng đem ráp vào cầu. Vừa xong thì gà bắt đầu thức dậy và cùng nhau gáy vang trời. Lỗ Bàn thắng cuộc, ông ta làm xong cầu trước khi gà gáy, và cầu ông lại vừa chắc chắn vừa đẹp hơn cầu của cô em gái. Ông rất tự hào về cây cầu. Ông đến đứng ở đầu cầu, khoan khoái nhìn mọi người qua lại. Người đi bộ, ngựa kéo xe chở hàng nặng nề, lừa thồ hàng nặng trịch. Tên tuổi Lỗ Bàn bay đi quanh vùng, sứ thần của gió mang tin này đến tận đảo Bồng Lai, nơi các vị bác tiên đã sống vào thời Hồng Hoang. Chúng ta phải đi xem thử ra sao. Trương Quả Lão, một vị trong bát tiên, nói. Rồi ông Thắng Yên lên con lừa mặc áo đẹp, người bạn bất ly thân của ông. Ông chất lên yên mặt trời và mặt trăng, rồi ông hỏi vua lửa. Ông không muốn đến xem à? Đi chứ, sao lại không? Vua lửa đáp, rồi đẩy chiếc xe cúc kích của mình đã chất sẵn 4 hòn núi danh tiếng, 5 cái hồ và 4 biển. Rồi đoàn người kỳ lạ đến Triều Châu. Cây cầu không tệ, Trương Quả Lão nói với Lỗ Bàn khi họ đã đến cầu. Ông biết ai xây cầu không? Thì còn ai ngoài tôi ra nữa, đứa con nít nào cũng biết. Lỗ Bàn tự đắc đáp. Vậy nó chịu nổi trọng tải này không? Trương Quả Lão hỏi tiếp, vừa chỉ con lừa và chiếc xe cúc kích. Trọng tải này hả? Những thứ khác nặng hơn, nó còn chịu được nữa là? Lỗ Bàn hỏi lại, giọng khinh khỉnh khi nhìn con lừa gầy trơ xương. Rồi ông đưa tay ra dấu cho họ qua cầu. Đoàn người kỳ lạ qua cầu. Bỗng Lỗ Bàn trợn mắt kinh ngạc, chiếc cầu dao động, kêu răng rắc. Ôi, khủng khiếp quá, chắc không phải vì Trương Quả Lão dắt con lừa chứ. Nhưng lạy trời, ông ta chở cái gì trên lưng con lừa thế? Lỗ Bàn thấy trong đám lông của con lừa có cái mặt trời nhỏ, mặt trời chiếu sáng đầu lỗ mũi của nó. Và bên cạnh mặt trời không phải là mặt trăng nằm khuất dưới lông lừa đó sao? Và trên chiếc xe cúc kích, lạy trời xin ngài thương xót và thương xót tính kêu ngạo của tôi, Lỗ Bàn nói thì thào. Đó là Tứ Sơn, Ngũ Hồ và Tứ Hải chứ gì. Nhưng Lỗ Bàn không thể đứng ì ra đấy mà lo âu. Ông vội nhảy xuống dưới cầu và đưa hai tay ra đỡ lấy cái cầu đúng lúc. Phải phụ thêm vào cho cầu khỏi sập. Tiếc thay, người có mắt mà như mù. Trương Quả Lão nói một cách chua cay trước khi cả đoàn bí mật biến đi. Và cho đến ngày nay, người ta vẫn thấy trên chiếc cầu lớn còn in vết chân lừa và vết bánh xe cúc kích kéo một đường dài. Dưới cầu còn giấu 2 bàn tay của Lỗ Bàn. Lỗ Bàn ăn năn hối hận mãi về thái độ ngu ngốc của mình và nhớ mãi câu nhận xét cuối cùng của Trương Quả Lão về con mắt của mình. Trương Quả Lão thật chí lý. Ông ta nói, khi ta không có khả năng nhận ra các vị trong bát tiên thì mắt ta dùng làm gì đã chứ? Lỗ Bàn liền móc một con mắt và gắn vào cầu. Sau này vua ngựa đi qua, thấy con mắt rất hợp với sở thích của mình, ông bèn lấy nó gắn vào giữa trán của ông. Cho nên từ ngày đó, tất cả những người thợ làm sườn nhà mà Lỗ Bàn là tổ tiên của họ đều nheo một con mắt để xem xét công việc cho thật tốt. Và họ cũng quen lấy hình vua ngựa có 3 mắt để làm biểu tượng cho nghề nghiệp.
của mình. Chiếc gương soi của tiên. Các bạn đã nghe nói đến lâu đài gấm chưa? Đó là lâu đài của hai nàng tiên trên trời suốt ngày dệt mây cho Thượng Đế. Và nếu bạn nghĩ họ sung sướng thì bạn lầm to. Hai nàng tiên này rất buồn khi ở trong lâu đài này. Một hôm họ đã trốn đi. Hôm ấy đúng vào ngày sinh nhật của Thượng Đế. Tất cả tôi tớ đều bận lo chuẩn bị cho ngày đại lễ. Nhân viên nhà trời vui chơi trong các phòng của hoàng gia, và người gác cửa Nam Tàu, cửa dùng để xuống trần gian, vui vẻ uống mừng sức khỏe Thượng Đế. Anh ta xỉn dần và ngủ gà ngủ gật. Chỉ còn lại hai nàng tiên. Lâu đài của họ thật tuyệt vời. Nhưng bạn có nghĩ đến nỗi buồn khi cứ mãi sống trong cảnh cực lạc, uống rượu tiên suốt ngày và dệt mãi một đám mây có hình cái đe và bảy đám mây trắng nhấp nhô không? Ngày nào cũng giống ngày nào, như cái trứng này giống cái trứng kia, cho nên hai nàng tiên đâm ra buồn. Buồn đến chết được. Cô trẻ nhất nói: "Này chị, em thích xuống trần gian hơn là tiếp tục cuộc sống buồn tẻ này. Ở đây người ta không biết đến hạnh phúc của mình là gì. Dưới trần gian họ làm nhiều việc và luôn luôn đổi mới. Em thấy thích được sống như thế." "Chị cũng thế. Giá mà em thấy được sông núi của họ thì phải biết, đẹp ghê lắm. Không có gì giống như ở lâu đài buồn tẻ này đâu. Giá mà chúng ta trốn đi được nhỉ?" Con đường đi từ suy nghĩ đến hành động lâu dài. Hai nàng tiên ra đi, họ đi rón rén rất êm, rất êm. Họ lẻn ra được cửa Nam Tàu để xuống trần thế. Lính gác ngủ say như chết. Hai nàng lẻn được ra ngoài. "Bây giờ chị ơi, chúng ta chia tay. Chị đi về phía Nam, còn em đi về phía Bắc. Khi chúng ta gặp ai buồn phiền, chúng ta sẽ dừng lại để giúp họ nhé." Hai nàng tiên chia tay nhau. Chuyện xảy ra đúng như nàng tiên trẻ đã nói. Hai người đều gặp hai bà già cô đơn yếu đuối. Họ ở lại giúp đỡ hai bà này. Chẳng mấy chốc, họ mất vẻ trong suốt và trở thành hồng hào. Họ rất sung sướng khi sống ở trần thế. Không bao giờ họ nghĩ đến cảnh sống trên trời nữa. Nhưng than ôi, không có gì vĩnh cửu hết. 100 năm trôi qua trên trái đất như 7 ngày trên thượng giới. Tiệc tùng xong xuôi, Thượng Đế tìm hai nàng tiên. Nhưng vô ích, họ mất tiêu đâu rồi? Thượng Đế hét lên: "Chúng đi đâu? Trong lúc không có gì mua vui, ta cần chúng đang nhanh cho ta một đám mây bão táp." Thượng Đế ra lệnh đi tìm hai nàng tiên. Chẳng bao lâu sau, tôi tớ đến báo cho ngài biết cửa Nam Tàu mở và hai nàng tiên đã trốn rồi. "Thật là quá quắt, không chịu được. Phải tìm chúng về gấp cho ta. Nếu không, ta sẽ cho trần gian một trận hạn hán kinh hồn." Thượng Đế hét lớn. Thế là các sứ giả nhà trời xuống trần thế để tìm hai nàng tiên. Họ đã tìm được hai nàng, nhưng hai nàng không muốn trở về. Tuy vậy, họ cũng phải tuân lệnh trời thôi. Làm sao mà bất tuân lệnh của Thượng Đế cho được? Đầu cúi gằm, mắt đầy lệ, hai nàng tiên trở về trời. Vừa đến cửa Nam Tàu, nàng tiên trẻ nói: "Chị ơi, chắc em sẽ chết vì buồn rầu mất nếu em không thấy được dưới trần gian nữa." Nàng tiên lớn tuổi lắc đầu thở dài, rồi nàng đáp: "Chị có ý kiến như thế này, chúng ta ném hai cái gương soi xuống trần thế. Khi nhìn xuống dưới,
ta sẽ thấy cả thế gian phản chiếu vào trong gương. Thế là hai nàng tiên lấy hai cái gương để trong hai cánh tay áo rộng, rồi ném xuống trần gian. Hai tấm gương bay xuống sáng long lanh, quay cuồng một lát, rít lên nho nhỏ, rồi rơi xuống đất. Chúng biến thành hai cái hồ thật đẹp, nước trong veo, phản chiếu núi non, rừng rú và con người. Bạn có biết hai cái hồ ấy nằm ở đâu không? Một cái ở Trung Quốc, đó là Đại Hồ ở phía Tây, và cái kia nằm ở Việt Nam, tại Hà Nội.